Song xin chào tất cả các bạn, mình là Đoàn Thanh Tùng, đam mê của mình là bóng đá. Mình chơi bóng đá nghệ thuật từ 10 năm rồi và mình rất vui khi có mặt tại phim Shoot Movie. Và các bạn hãy thể hiện đam mê của mình. Thế là đến giờ thì diễn xuất là cái mình đam mê nhất, còn có một số cái nhỏ khác thì nó đang trên đường trở thành đam mê. Đam mê của tôi là diễn xuất, và thực sự cũng trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Mình rất là đam mê bóng đá, rất là đam mê nhảy, cùng với đó là cắt tóc, bóng tóc. Đam mê của mình là nhiều cái mình thích, ví dụ như là đóng phim, làm video. Is that true? Yes. Thậm chí là đá bóng, làm những cái phim, làm cái ý tưởng của mình. Cái đó là cái đam mê của mình. Đọc sách này, xem phim hoặc là xem kịch, tham gia những cái lớp diễn xuất. Năm thứ hai là cố gắng đi những cái vai nhỏ để mình trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất. Có tâm trạng gì đều mình đều nhún nhảy theo nhạc để chi để mình chút bỏ hết những cái buồn phiền, những cái mệt mỏi trong cơ thể mình. Ý là đối với một người như mình, nhìn chung là có vẻ khá là lười và thích sướng hơn là làm việc ấy. Để khi mà làm việc vất vả này mà mình vẫn chịu khó cố gắng thì mình nghĩ đấy là nó là đam mê. Chế nhạc rồi hoặc chế hình gì đó làm cái gì vui, chế gì đó. Chỉ cần mình vui với nó thôi, mình ham thích nó và mình dành nhiều thời gian nó sẽ tự động biến thành đam mê. Còn đam mê của các bạn là gì? Hãy cùng thể hiện đam mê của mình nhé! Thế còn đam mê của các bạn là cái gì? Hãy cùng chia sẻ nha! Thế còn đam mê của các bạn là gì?